41 ạ. Rồi, thì chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ sửa cái đề thi thử đại học tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023 của trường trung học phổ thông Kim Liên nhá. Lần 1 nhá, năm nào ra đề Kim Liên rất là hay. Nên là thầy chữa cho các em, các bạn cùng theo dõi ạ. Câu số 1, triolin thì không có tác dụng đối với chất nào sau đây? Thì triolin của chúng ta nó là một cái anh mà chất béo không no nhá. Chất béo không no. Công thức của triolin là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Anh triolin này nó có nối đôi CC ạ. Vì vậy nên là nó sẽ tác dụng với khí hydro nhá. Tác dụng với dung dịch brom. Và anh triolin này nó là chất béo nên chắc chắn nó tác dụng với cao hắt nữa. Vì vậy nên nó không phản ứng với natri. Chất béo không bao giờ tác dụng với kim loại natri cả. Ok chưa ạ? Câu 42 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng, các bạn cùng chọn đáp án nhé. Thực ra những cái câu về trong cái đề thi đại học nó là những cái câu nó khá là hay. Và nó đòi hỏi chúng ta một cái khả năng về hiểu sâu và hiểu rộng về kiến thức lý thuyết, chứ nó không phải là chỉ có hỏi chung chung ở trong chương trình lớp 12. Câu 42 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Cao su lưu hóa thì có cấu trúc mạch không phân nhánh. Thì cái này là sai ạ. Bạn nào mà tham gia cái khóa học S1 khóa live VIP của thầy thì các bạn biết là thầy nói rất kỹ về anh cao su lưu hóa. Thì anh cao su lưu hóa này nó có cấu trúc mạch là mạch không gian nhá. Sai. Tơ-nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, cái này cũng sai. Nhiều bạn thì các bạn ấy chủ yếu nhớ là tơ là trùng ngưng, thế nhưng mà riêng cái thằng tơ-nitron này nó không phải là trùng ngưng. Các bạn nhìn nhá, anh nitron nó là anh vinin cyanua cơ. Đấy, nhiều bạn bị lừa nhiều. Thực ra những cái đề thi đại học thì lúc nào nó cũng sẽ thích lừa chúng ta. Đây, thì chúng ta nhìn thấy là có nối đôi CC là chúng ta phải biết ngay nó là trùng hợp. Được không? Còn lại thì viết lại như thế này là để chúng ta nhớ lại thôi. Chứ đi thi mình không có thời gian để mình viết như này đâu các em. Nhá. Trùng ngưng là sai. Tơ ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, sai. Ni lông 6,6 thì lại là trùng ngưng. Từ axit adipic kết hợp với lại hexametylendiamine nhá. Thế còn sợi bông tơ tằm đều thuộc loại tơ thiên nhiên là đúng rồi, bởi vì nó nguồn gốc thiên nhiên. Đáp án đúng là đáp án D. Để chờ. Các bạn ơi, các bạn comment đáp án nhiệt tình lên nhá. Bởi vì những câu đầu nó dễ. Chứ tí nó xuống mấy cái câu khó khó khoai khoai là chúng ta không có chúng ta không biết gì để mà comment đáp án đâu. Lúc đấy chỉ ngồi ngậm tăm mà non thầy phô diễn skill để giải thôi nhá. Nên là rất là mong muốn được những câu dễ dễ đầu đầu này các bạn cùng comment đáp án với thầy để chúng ta biết được rằng là cái tầm của chúng ta ở đâu, chứ còn tí nó bắt đầu là nó khoai lắm. Và thầy sẽ phô chúng ta những cái skill mà thầy chuyên dùng để giải nhanh cân những câu trong đề thi đại học cho các em. Câu 43. Số nguyên tử hydro trong phân tử etinamin vẫn dễ nhỉ. Etinamin là C2H5. Nó ra thầy khuyến nghị chúng ta đừng có nhầm trong đầu. Nhầm đầu dễ nhầm lắm. Đấy, đây 7 ạ. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Câu 44 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phân tử lysine có một nguyên tử nitơ là sai lè luôn, bởi vì lysine chúng ta là có hai nhóm NH2. Và hai nhóm NH2 thì nó phải là hai nguyên tử nitơ nhá. Aniline là chất lỏng là đúng, nhưng tan nhiều trong nước là sai, nó ít tan trong nước. Dung dịch protein có phản ứng màu biure, cái này chắc chắn đúng. Còn gliala ala ba nguyên tử oxy là sai, một oxy ở đây này, hai oxy ở đây và một và hai oxy ở nhóm COO nữa, vậy nó tổng cộng phải có 4 oxy cơ. Vậy 44 đáp án đúng là đáp án gì? Thực ra ngay từ những cái câu này là chúng ta đã thấy là nó đã khoai khoai, nó đã kiểu là nó đòi hỏi chúng ta phải tư duy, nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ rồi. Nó không dễ ợt như là cái đề thi học kỳ 1. Đúng không? Nó không dễ ợt đâu. Những cái đề thi thử đại học nó khác biệt lắm. Nó đòi hỏi chúng ta một cái level cao, nó đòi hỏi chúng ta một sự tỉnh táo trong việc làm bài. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái nền tảng kiến thức thật vững nhá. Câu 45 ạ, cho m gam kim loại sắt. Thế nhiều bạn thì viết phương trình. Nhưng mà viết phương trình mà đi thi đại học thì không ổn nhá. Các bạn học thầy thì các bạn sẽ làm được như thế này. Số mol hydro nó sẽ bằng là 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Và bởi vì sắt nó lên sắt 2 nên số mol sắt bằng số mol hydro là 0,15. Và mình sẽ có là 0,15 mà nhân 56. 0,15 mà nhân 56 thì bằng bao nhiêu mol các em? Các em cùng bấm với thầy mà. 0,15 mà nhân 56 bằng 8,4 gam ạ. 8,4 gam đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhé. Câu 46, số liên kết peptide. Ôi giời, số liên kết peptide thì dễ quá nhỉ. Đây là 1, 2, 3, 4, 4 liên kết peptide ạ, C. Câu 47 ạ, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? Chúng ta gạch chân từ nhiệt độ sôi thấp nhất nhé. Thế thì nhiệt độ sôi thấp nhất thì tương đương với việc là cái chất đấy nó không có liên kết hydro trong phân tử. Được không? Thì những cái chất mà không có liên kết hydro trong phân tử, anh này có liên kết hydro này, liên kết hydro, mỗi anh este là không có liên kết hydro trong phân tử thôi. Nên đáp án đúng là đáp án C. Nhưng mà nhiều bạn ấy không có nhớ được là thế nào liên kết hydro đâu. Thì bạn chỉ nhớ cho thầy là nhiệt độ sôi thấp nhất là este. Đây. Este là thấp nhất. Thấp hơn ancol.
thấp hơn axit. Được chưa? Thế là dễ nhá. Câu 48 á, dung dịch chất nào sau đây làm quỷ tím hoa xanh? Thì anilin là chắc chắn là không làm quỷ đổi màu rồi. Glycine không, alanin không, metinamin CH3NH2 thì làm quỷ tím đổi màu xanh. Bạn nào mà chăm theo dõi các cái buổi livestream của thầy thì các bạn ấy biết rằng là những cái câu này thì chữa rất là nhiều. Đúng không? Câu 49 á, kim loại nào sau đây không tan nhá, mình gạch chân từ chốt ở đây của chúng ta là từ không tan ạ. Không tan được trong H24 loãng thì nếu mà bạn nào học cái khóa S1 của thầy thì bạn ấy sẽ biết là thầy sẽ dạy rất kỹ cho chúng ta cái phần về axit loại 1 là chúng ta ôn lại về H24 loãng và HCl. Thì thầy rất kỹ và thầy có nói lại chúng ta rằng là những cái anh axit như H24 loãng và HCl thì nó sẽ không thể nào mà tác dụng với những anh cái kim loại mà có tính khử đứng đằng sau thằng hydro trong dãy điện hóa. Thế thì công việc của chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần học thuộc cái dãy điện hóa thôi. Khi nào ba cần mua áo, giáp, sắt, đấy là bọn này tác dụng. Nên sang phố hỏi cửa về đồng không tác dụng. C. Ok chưa? Câu 50 ạ. Polymethyl mesh acrylate và nylon 6 được hình thành các monomer tương ứng lại. Thì polymethyl mesh acrylate thì đi từ methyl mesh acrylic. Được chưa? Đi từ methyl mesh acrylate. Thế thì methyl mesh acrylate không phải anh này. Đúng chưa? Đây này, là anh này cũng không phải anh này. Thế còn nylon 6 thì đi từ epsilon amino caproic là nylon 6 thì các bạn nhớ thầy là nếu bạn nào mà gà ấy thì nhớ thầy là nylon 6 là monomer nó phải có 6 carbon. Vậy này, mình chỉ có anh này có 6 carbon. Đúng không? Đáp án đúng đáp án B. Nhá, 50 đáp án B các em. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 50 đáp án B. Câu 51. Cho dãy các kim loại sau, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Ui, cái câu này dễ quá nhỉ. Kim loại dẫn điện tốt nhất ở các em. các bạn toàn chọn câu dễ để các bạn comment đoán thôi. Còn câu khó các bạn nhường thầy. Dẫn điện tốt nhất là bạc. Thế thì hôm nọ có bạn hỏi là thế thì giải thích là tại sao lại sử dụng dây dẫn điện là dây bằng đồng mà lại không sử dụng dây bằng bạc. Đúng không? Thế thì thầy lý giải thế này. Tiện thể trong cái buổi live này thì lý giải cho các em là thứ nhất là chúng ta nhìn thấy rằng là cái nguyên tử khối của đồng là 64, còn nguyên tử khối của bạc là 108. Nó là nặng gần gấp rưỡi so với đồng. Có nghĩa là thế này. Với cùng một cái điều kiện là cái dây dẫn ấy, và cùng thể tích đi, cùng tiết diện đi ạ. Thì nếu là đồng thì cột như cái cột điện bây giờ của chúng ta. Còn nếu là bạc thì cái cột đấy nó phải to gấp rưỡi. Cột phải to gấp rưỡi tại vì là cái dây nó nặng gấp rưỡi mà. Đấy là một. Thứ hai là giá trị của cái kim loại bạc ấy nó nhiều, nó đắt hơn gấp nhiều lần so với đồng. Thế nếu mà em mà làm dây dẫn điện bằng bạc ấy thì thứ nhất là anh em là hay là đi cắt dây điện trộm, khéo là các em học sinh cũng nhảy ra cắt. Mà cắt dây điện trộm thì rất là nguy hiểm, bởi vì em sao điện giật chết luôn. Được không ạ? Đấy thì nó có hai lý do nhá, là đồng nó nhẹ, thứ hai đồng nó rẻ hơn. Chính xác rồi. Ok ạ. Rồi thực ra câu 52 phát biểu nào sau đây là sai khi đưa nóng glucose dung dịch AgNO3 trong N3 dư. Cái câu này hay bị lừa lắm. Glucose khử được bạc cộng thành bạc. Thế thì thầy có cái cách để chúng ta nhớ này. Bạc cộng thành bạc là nó thể hiện tính oxy hóa, thì glucose thể hiện tính khử, thì đúng là nó khử được bạc cộng thành bạc. Chính xác. Trong môi trường acid, fruct chuyển thành glu. Sai. Trong môi trường kiềm. Sai B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glu đúng. Trong cây xanh tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang hợp. Chính xác. Chính xác. Nhá. Tiếp tục ạ. 53. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất ạ? Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Kẽm và đồng thì nó đẩy ra đồng. Đúng không? Kim loại mạnh để kim loại yếu. Đồng và bạc nó đẩy ra bạc. Hai đằng đơn chất rồi. Nhôm và HCl thì nó sinh ra AlCl3 cơ. Cộng H2 có đơn chất nhé. CaCO3 vào dung dịch HCl để tạo thành CaCl2 cộng H2O cộng CO2 thì không có đơn chất. Vậy đáp án đúng là đáp án gì? Ok chưa? Các bạn comment đáp án nhé. Cùng em đáp án với thầy. Câu 54 rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy thì có thể chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. 54. Este được điều chế từ ancol ethylic. Câu này dễ quá. Nó là etin đúng không? Ancol ethylic nó là etin. Etin format. HCOO CH5. Câu 55 ạ. Chất có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc. Chất mà có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc
thì nó là gì? Tinh bột, đúng không? Tinh bột nhá, đừng chọn glucose. Quả xanh cơ, còn glucose là quả chín nhá. Tinh bột thì có nhiều trong loại quả xanh và hạt ngũ cốc, đừng để bị nhầm. Câu 56, số loại tơ tổng hợp. Thì cái cách mà làm để mà tìm tơ tổng hợp nhá, thì cái cách làm an toàn nhất chúng ta là gạch bỏ đi những thằng tơ thiên nhiên. Thiên nhiên này, bông thiên nhiên, tơ tằm thiên nhiên. Và gạch bỏ đi tất cả những thằng bán tổng hợp. Bán tổng hợp là visco và acetat, mình xem có visco acetat không? Acetat này, vứt. Rồi, không có visco. Vậy ở đây mình sẽ có những cái thằng tơ bỏ tổng hợp là 1 2 3 4 5. 5 anh tơ tổng hợp, đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 57, đây là những cái câu đếm. Câu đếm này các bạn sợ, đúng không? Cho cái dãy các chất sau, những chất mà đun nóng sinh ra ancol là. Thì phenylacetat là không ancol được. Đúng không? Nó tạo thành CH3 này, COO này, C6H5. Đấy nó là este của phenol, thì nó tạo thành hai muối cộng nước. Anilinacetat thì ra ancol nhé, ancol anilic. Metinacetat thì ra ancol metilic. Ethyl format thì ra ancol ethylic. Tripamidin thì ra glycerol. Thì những cái chất ở bên trong cái câu 57 này này, thì thầy sẽ gõ cái giải chi tiết. Thì ở bên trong đấy thì sẽ gõ lại những cái phản ứng của nó. Được chưa? Xong rồi thầy đăng lên trên fanpage. Thì những bạn nào mà muốn xem lại những cái phản ứng này nó tạo ra những chất nào để cho nó kỹ hơn thì các bạn hãy theo dõi ở cái file giải chi tiết nhé. Được không? Thì ở đây mình sẽ có là 1, 2, 3, 4, 4 ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án D. Ok, nó dễ mà. Thực ra nó cũng không khó, quá khó đúng không nhỉ? Không quá khó. Những cái câu đầu, thực ra thì đề khó đến mấy? Đề thì đề nó có khó đến mấy chăng nữa thì thực ra thì nghĩ rằng cái việc mà lấy 8 điểm của chúng ta thì nó vẫn quá là đơn giản thôi nhá. Được chưa? Nó vẫn cực kỳ đơn giản thôi nhá. 56 ạ. Số tơ tổng hợp ạ. À đâu, nhầm 444 ạ. Đây thầy đếm nhầm đấy. Thầy gạch thằng cellulose acetate rồi mà. Sorry các em. 1 2 3 4 4 thôi ạ. Thầy gạch thằng cellulose acetate rồi mà, nhưng thầy vẫn tích lên đầu đấy, mắt lé đấy. 4 nha, 564. Đấy chưa ạ? 57 cũng 4 nhá. 57 4. Không sao, các bạn vào muộn thì bây giờ vào học cũng được. 58 ạ. 29,2 gram lysine. Thì mình tìm được số mol lysine này. 29,2 chia cho phân tử khối của lysine là 146. 146. 146 bằng 0,2 mol. Mà tác dụng HCl dư thì thu được muối. Thì ta lưu ý cho thầy này. Cái anh lysine của chúng ta ấy, thì nó có hai nhóm NH2. Và bởi vì nó có hai nhóm NH2 ấy, nên nó ăn 2 HCl, nên số mol anh HCl này sẽ là 0,4 mol phản ứng này. Vậy thì hoàn toàn mình bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Mình có là khối lượng của lysine là 29,2 gram. Cộng khối lượng HCl là 0,4 nhân 36,5. Thì bằng m muối. Và từ đó mình tìm được m muối bằng 29,2 cộng 0,4 nhân 36,5 bằng 43,8 gram ạ. 43,8 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nhá. Câu 58 đáp án đúng chúng ta đáp án C. Câu 59 ạ. Đun nóng este một lượng vừa đủ NaOH, sản phẩm thu được sau phản ứng là CH3CONa và CH5OH. Đáp án đúng là đáp án C. 59 đáp án C. 60. Chất nào sau đây là este cũng dễ quá nhỉ? Este thì nó là đáp án A rồi. 61 ạ. Cho m gam glucose lên men thành ancol ethylic C6H12O6. Khí sinh ra, thế thì lên men thành ancol ethylic, nhưng mà khí sinh ra là khí CO2 cơ. Hiệu suất quá trình lên men là 60%, này nó là 0,6. Cái anh CO2 này sục vào nước vôi trong dư là CaO2 này lần. Thì thu được kết tủa, chúng ta là kết tủa CaCO3. Số mol kết tủa là 120 mà chia cho 100 thì bằng là 1,2. Vậy mình tìm ngược lại được số mol CO2 là 1,2. Được chưa? Vậy mình suy ngược lại được số mol của C6H12O6, 1,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,6. Thuận nhân hiệu suất nghịch chia hiệu suất, 0,6 chia 0,6 thì bằng 1. Được chưa? Vậy mình sẽ tìm được khối lượng là 1 nhân 180 bằng 180. Đáp án đúng là đáp án C. Ok nhé, đáp án đúng đáp án C. Câu 62. Đây là một dạng bài đốt cháy. Đốt cháy hỗn hợp glu và xác. Thì khi mình đốt cháy hỗn hợp glu và xác ấy, thì mình sẽ quy đổi
Đây là phương pháp giải này thầy đã dạy rất là kỹ ở bên trong khóa S1 về cái dạng, với phần chia dạng về glue và xác. Bạn nào muốn theo dõi để có thể theo dõi lại bên trong khóa S1 nhá. Glue và xác thì glue mình quy đổi glue và xác về carbon và H2O. Anh này là 9,18 gram. Cận vừa đủ oxy là 0,315 thì mình thu được CO2 và H2O. Thì với cái này thì mình luôn luôn có, các bạn nhìn này. Số mol carbon sẽ bằng số mol oxy bằng số mol CO2 là bằng 0,315, bởi vì nước với nước là giữ nguyên rồi. Ok không ạ? Vậy mình bảo toàn carbon, các bạn nhìn kỹ nhá, thầy bảo toàn carbon thì carbon bằng số mol CO2 0,315. Và từ đó thì tìm được khối lượng của nước luôn bằng bảo toàn khối lượng. Thầy lấy 9,18 trừ đi 0,315 nhân 12 bằng khối lượng nước bằng 5,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. Câu 62 đáp án B, bỏ. Câu 63. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất thử là CO? Thế thì chúng ta phải nắm được là CO. CO trong nhiệt luyện ấy thì nó sẽ khử được những anh kim loại nào, thì nó sẽ chỉ khử được cái điều kiện của thằng CO ấy, thì nó sẽ chỉ khử được các anh kim loại đứng đằng sau nhôm trong dãy điện hóa thôi. Thế thì mình đọc dãy điện hóa ra thì mình thấy canxi không này, bari không, kali không, chỉ có đồng. Đáp án đúng đáp án B. 64. Sản phẩm cuối cùng của phản ứng thủy phân các protein đơn giản. Chúng ta lưu ý cho thầy là từ ở đây, từ khóa chúng ta là từ đơn giản nhé. Thế thì sản phẩm cuối cùng của việc mà thủy phân các protein đơn giản, chúng ta sẽ thu được các alpha amino acid nhá. Đáp án đúng đáp án B. Tại vì là các protein đơn giản của chúng ta thì được tạo bởi từ các gốc alpha amino acid. Câu 65. Xác là loại đường phổ biến nhất có nhiều trong cây mía, củ cải, đường và hoa thốt nốt. Công thức phân tử của xác nó sẽ là C12H22O11. B, bỏ. 66. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Thì đồng phân là cùng công thức phân tử, đúng chưa? Khác công thức cấu tạo. Thì mình sẽ nhìn thấy đáp án B này. Nó cùng công thức phân tử là C2H6O nên nó là đồng phân của nhau. Câu 67. Để thủy phân hoàn toàn M-gametinacetat CH3COOCH3 thì cần vừa đủ NaOH. Số mol NaOH bằng 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2. Vậy số mol CH3COOCH3 bằng 0,2. Vậy mình tìm được khối lượng 0,2 nhân với 74, phân tử khối của CH3COCH3 là 74 mà, thì bằng 14,8 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok nhá. Câu 68. Tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo này là, chúng ta nhìn này, anh này là C15. Đúng không? Đây là C15H31COOH. Đấy, khi mình viết ra như thế này thì mình sẽ biết được luôn tên của nó luôn là acid palmitic. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 69 ạ. 69 này thì thầy có những cái buổi live free của thầy thì thầy cũng có dạy chúng ta những cái skill này, nhưng mà thầy nghĩ rằng là các bạn sẽ bị trụi đi thôi, bởi vì chúng ta không học theo một cái hệ thống. Còn lại cái câu 69 này nó giống cái skill dạy nó, thì có một cái skill ở bên trong cái khóa S1 cũng như khóa live VIP của thầy, thì có một cái chiêu để giải nó, đó là cái công thức này này. Mình sẽ luôn luôn có là khối lượng. Mình sẽ luôn luôn có là khối lượng muối sunfat. Thì luôn bằng là khối lượng của kim loại phản ứng cộng với lại 98 nhân số mol hydro. Thế thì muối sunfat ở đây là 8,25 thì bằng khối lượng kim loại phản ứng là 2,49 cộng với lại 98 nhân N hydro, và từ đó thì chúng ta sẽ tìm được số mol hydro bằng 8,25 trừ 2,49 bằng chia cho 98 bằng, sorry, chia cho 96 ạ. Chia cho 96 ạ. Chia 96 bằng 0,06 ạ. Số mol hydro bằng 0,06, vậy chúng ta sẽ tìm được cái thể tích là bằng 0,06 nhân 2,4 thì bằng 1,344. Ok, cảm ơn các em, skill là quá đỉnh rồi đúng không? Thực ra thì nếu mà các em mà nắm được skill này của thầy, các em bấm máy tính ra đáp án nhá. Nắm được skill này bấm máy tính ra đáp án mà. Câu 70 đây. Nhìn câu 70 ngại không? Nhìn câu 70 có sợ không ạ? À, nhìn câu 70 có sợ không em? Thế nhưng mà câu 70 dễ lắm. Các bạn cùng nhìn nhá, cách giải nhá. Hỗn hợp gồm hex 1 in này. Các bạn phải nhìn vào đây cơ, các bạn sẽ thấy nó dễ. Hex 1 in nhá. Hex 1 in này.
heptin này, axit acrylic này, ancol anilic này, được không? Bảng này các bạn nhìn bảng này nó chẳng có mối liên hệ gì với nhau, nhưng các em nhìn nhá, các em nhìn kỹ nhá. Đây này, anh hét một in này thì nó có một, nó có hai liên kết pi và có 6 carbon. Hai anh này thì đều có một pi và 3 carbon. Các em nhìn thấy điều gì ạ? Thì cái hỗn hợp X này của thầy này, thầy nhận định này, cái hỗn hợp X này của thầy này thì nó luôn luôn có cái điều gì ạ? Nó luôn luôn có là số mol carbon, đúng không? Gấp 3 lần số mol liên kết pi. Đúng không, các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, phải tính ý chỗ này cơ. Số mol carbon gấp 3 lần số mol liên kết pi. Ok không ạ? Thế là cho khi rô đi qua đun nóng, sau một thời gian thì thu được hỗn hợp Y. Anh này là agam, anh này là A cộng 0,4 gam. Đây là hỗn hợp Y. Còn các chất hữu cơ cho Y tác dụng với brom dư. Brom dư thì brom phản ứng là 0,25 mol. Đấy chưa? Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X rồi cho sản phẩm nước vôi trong dư thu được kết tủa là bao nhiêu? Đây, đốt cháy hoàn toàn X thu được sản phẩm gồm CO2, H2O rồi cho vào nước vôi trong dư thì thu được kết tủa là kết tủa xe CO3 các em nhé. Kết tủa xe CO3. Thế mục tiêu chúng ta là cần tìm số mol CO2, đúng không ạ? Mục tiêu cần tìm số mol CO2. Thế bạn lưu ý này, các bạn nhìn kỹ trong này là thấy này, có phải mình sẽ có là số mol liên kết pi, số mol liên kết pi, số mol liên kết pi có phải chính bằng số mol hydro phản ứng cộng với số mol brom phản ứng không ạ? Đúng không ạ? Thế mà mình có số mol hydro phản ứng đây, ban đầu là agam mà hỗn hợp Y nó sẽ là A cộng 0,4, đúng không? Hỗn hợp Y nó là A cộng 0,4 gam. Vậy thì khối lượng của hydro nó sẽ là 0,4, bởi vì tăng lên mà. Vậy số mol hydro nó sẽ là bằng 0,4 chia 2. Số mol brom là 0,25 rồi. Vậy mình sẽ tìm được số mol liên kết pi, 0,2 cộng 0,25 bằng 0,45. Từ đó mình tìm được số mol carbon, đúng chưa? Số mol carbon gấp 3 lần số mol liên kết pi, và mình sẽ tìm được số mol carbon luôn bằng 0,45 nhân 3 bằng 1,35. Và số mol carbon thì chính bằng số mol CO2. Dễ chưa? Và số mol CO2 thì chính bằng số mol CaCO3. Dễ không các em? 1,35 mà nhân với 100 thì bằng 135. Một câu rất hay. Một câu rất hay luôn ạ. Một câu rất hay bên trong cái đề này. Thầy rất là thích một cái câu như này luôn nha. Nó quá hay luôn ý ạ. Một câu đáng giá luôn. Rồi, mình sang câu tiếp theo, câu 71 nhé. Các em thấy không? Cách giải nhanh không? Đây, thực ra đây là thầy còn vẽ sơ đồ ra cho các em nhìn nhé. Chứ còn lại chuẩn ra thì cái skill này thì mình không cần vẽ sơ đồ, mình nhìn bấm vèo vèo này ra. Nhìn 71 trông hoang mang nhỉ. Nhìn 71 trông hoang mang nhỉ. 71 giải dễ lắm, nhưng mà thực ra 71 tí nữa chúng ta giải sau nhá. Thì nghĩ là 71 chúng ta nên để tí giải sau, bởi vì là nhìn này thì các bạn cũng hơi hoảng sợ đấy. Thì những cái gì chúng ta hoảng sợ chúng ta để sau. Được không? 72 dễ hơn này. 72 dễ hơn. Đây các bạn nhìn nhá, chất RQ thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là, thì mình sẽ có là một cái chất X này nó nhiệt phân ra được chất Y và chất CO2. Đúng chưa? Chất X thì nhiệt phân ra được chất Y và chất CO2. Thế mà cái chất D với chất C này nó cộng. Đây đều là T và Z nhá. Đều là T và Z nhưng mà cộng với tỷ lệ khác nhau thì ra thành các chất khác nhau. Điều này nó là mình có bạn hỏi là tại sao mình suy ra được chỗ pi được ạ? Thì học thầy thì suy ra được em. Để mà suy được cái chỗ pi đây đấy em thì là phải học từ lớp 11. Bởi vì lớp 11 chúng ta có một cái chuyên đề là chuyên đề về bảo toàn liên kết pi. Còn nếu em không học thầy từ hồi lớp 11 thì em có thể học ở trong cái phần tổng ôn. Nhá, em có thể học ở trong cái phần tổng ôn. Tổng ôn thì sẽ dạy lại cái chỗ phần bảo toàn liên kết pi. Được không ạ? Chứ còn bây giờ bạn hỏi là tại sao được thì những cái phần thi đại học nó không phải là em chỉ học 4 lớp 12 là được. Nhá.
nó phải là tổ hợp từ đầu, được không ạ? Tiếp tục ạ. Câu tiếp theo, câu số 72 ạ. Thế thì cái việc và tỷ lệ này ấy, thì mình phải cảm ứng. Thực ra thì trong cái khóa học của thầy, thầy có nói với các em, cái lúc mà thầy dạy, thầy nói là hãy cẩn thận với một cái anh mà luôn luôn cộng có tỷ lệ. Đó là anh gì? NaHCO3 cộng với CaOH 2 lần. Nếu tỷ lệ 2:1 thì tạo thành CaCO3 cộng Na2CO3 cộng 2H2O. Còn nếu cộng tỷ lệ 1:1 cộng tỷ lệ 1:1 thì tạo thành CaCO3 cộng NaHCO3 cộng H2O. Đấy, học thầy nó được đặc biệt vậy. Vậy đây là anh X. Được chưa? Đây là anh X nhá. Thế thì đấy là anh X. Vậy mình sẽ có là anh Q. Anh Q đây. Còn anh R. Đấy. Vậy R này. R chúng ta là gì? R chúng ta là NaHCO3. Còn Q chúng ta là Na2CO3. Đấy, R Q. Đúng không? Vậy đề bài nói chúng ta là chất R và chất Q của chúng ta thỏa mãn. Câu 72 đấy ạ. Ơ, thế đây là câu 72 là hỏi chất R và chất Q á. Câu 72 hỏi chất R và chất Q á, thế là đây là bạn này, bạn ấy gõ sai à? Bởi vì là nếu đề bài hỏi chúng ta là chất R và chất Q thỏa mãn sơ đồ trên thì R và Q của chúng ta nó phải là Na2CO3 và NaHCO3 chứ. Khả năng cao là bị gõ sai rồi. Anh X này, cái phản ứng này nó là CaCO3, nó tạo thành CaO cộng CO2 này. Anh Y này của chúng ta nó sẽ là CaO cộng với H2O để tạo thành anh Z là CaOH 2 lần này. Z là CaOH 2 lần rồi. Anh T của chúng ta là NaHCO3 rồi. Anh X của chúng ta là CaCO3, đúng rồi. Anh Q của chúng ta, đây ra hai nước thì Q nó phải là Na2CO3. Còn R, A, R ta là NaOH. Đây thì ghi lỗi ạ. R chúng ta là NaOH. NaOH. Vậy R là NaOH, Q là Na2CO3, đúng rồi, đáp án C ạ. Ok nhá. Đấy, để có bạn nhớ này, lớp 11 học, đúng rồi, chính xác, lớp 11 học em. 72 xong nhé các em nhé. 73 các bạn nhìn các bạn sợ. 73 nhiều bạn nhìn sợ. Nhưng mà nó dễ. Nó cực kỳ dễ luôn nhá. Hỗn hợp X gồm, các bạn cùng quan sát trong thời giải này. Hỗn hợp X gồm này, glycine này, alanin này, acid glu này. Trong đó nguyên tố oxy chiếm 41,2% về khối lượng. Có nghĩa là phần trăm của oxy trong X bằng 0,412 khối lượng của X. Cho X tác dụng dung dịch NaOH dư thì mình thu được muối. Thì cái muối của mình là 20,532 gram. Được không ạ? Cái muối của mình là 20,532 gram. Thế thì bây giờ nhá. Bây giờ nhá, chúng ta phải lưu ý cho thầy cái này. Cái khối lượng của anh oxy trong X thì mình sẽ tìm được số mol của oxy trong X. Số mol của oxy trong X của chúng ta sẽ bằng là 0,412 mx chia cho 16. Thì số mol oxy trong X thì từ đó mình suy được số mol nhóm COOH trong X. Bởi vì oxy chỉ nằm trong nhóm COOH thôi, mà COOH có chứa 2 oxy nên nó sẽ chính bằng là 0,412 mx chia 32. Đúng không? Thì ra bằng được là số mol oxy ở bên trong X. Nhá. Thế thì khi mà chúng ta ra được số mol của nhóm COH ở bên trong X rồi thì mình sẽ có mà muối, khối lượng của muối. Khối lượng của muối thì có thể chính bằng là khối lượng của X, đúng không? Cộng với số mol của nhóm COH nhân với lại 22 không? Đúng không ạ? Mà m muối chúng ta biết rồi. 20,532 thì bằng khối lượng của X, số mol của COH biết rồi, 0,412 mx chia 32
nhân 22. Và đến đây mình tìm máy, bấm máy tính mình tìm được khối lượng của x. Dễ không các em? Nó dễ ợt luôn ý. Các bạn cùng bấm máy tính cho thầy xem kết quả bằng bao nhiêu. Các bạn cùng bấm máy tính cho thầy xem kết quả bằng bao nhiêu. Dễ mà, 20,532 nhá, chia cho mẫu đơn 1 cộng 0,412 nhân 22 chia 32 bằng 16. Ui, tròn luôn. Khối lượng của mx bằng 16. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Dễ ok. Câu 74 ạ. Cho các phát biểu sau, ở điều kiện thường glucose và anilin đều là chất rắn sai. A, sorry, thầy đọc nhầm, alanin thì đúng, đều là chất rắn và dễ tan trong nước, đúng. 74A đúng. Khi tham gia phản ứng trắng bạc, glucose bị oxy hóa thành axit gluconic thì bạc cộng đóng vai trò là chất oxy hóa thì glucose đóng vai trò là chất khử, chất khử thì bị oxy hóa. Đúng. Nhưng mà bị oxy hóa thành axit glutan axit gluconic thì sai, bởi vì trong phản ứng trắng bạc thì nó ở bên trong cái môi trường là môi trường AgNO3 trong NH3 thì nó không tạo thành axit glutanic mà nó tạo thành muối ammoni gluconat. Amylopectin trong tinh bột cấu trúc mạch không phân nhánh là sai, mạch phân nhánh thành phần chính của cồn 70 độ thường dùng trong y tế để sát trùng là ethanol, chính xác. Mình đang có là A và D đúng các em nhé. Gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu cua là hiện tượng đồng tụ, đông tụ, đúng không? Đông tụ chất béo, chứ không phải là đồng tụ là sai. Đấy, kinh không? Chơi chữ kinh không? Đồng tụ là sai. Cellulose trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. Cellulose trinitrat là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói chứ không phải tơ nhân tạo. Tơ nhân tạo là mono nhá, mono nitrat được chưa? Hoặc là dinitrat nhá. Cái này sai. Vậy ở đây mình sẽ chỉ có mấy cái nhận định đúng thôi, mình chỉ có hai nhận định đúng thôi. 74 đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 75 câu điểm phân để tí nữa giải nhá. Mình để lại hai câu rồi, bởi vì là những câu này nó hơi khoai đối với các em nhá. 76 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau, cho vào ống thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gram dầu dừa. Cái ui cái câu này thì chữa nhiều lắm rồi. Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích không đổi để nguội hỗn hợp. Rồi, vào đây. Ở bước 1, nếu thay dầu dừa bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra sai. Dầu nhớt với dầu dừa khác nhau thì thí nghiệm ở bước 3 vẫn xảy ra là không có, bởi vì ở bước 3 thì đối với anh dầu dừa thì sẽ có một lớp chất rắn màu trắng nổi lên bên trên. Còn anh dầu nhớt thì không hiện tượng nên để IA sai. Bởi vì anh dầu nhớt thì không có thủy phân. Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra là chính xác. Ở bước 2, nếu thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy, được. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa để tách muối của axit béo khỏi hỗn hợp, chính xác. Ở bước 3, thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa, không được nhá. Mình không thể thay như thế được, bởi vì cái đặc tính của dung dịch NaCl là có mục đích là tăng tỷ khối dung dịch và hạn chế độ tan của muối của chất béo. Thế còn nếu mà em cho CaCl2 vào thì mô hình chung nó lại tạo thành kết tủa xuống dưới, tại vì các muối của cái anh axit béo này nó tạo kết tủa với canxi hai cộng nhá. E sai. Sau bước 3 thì có lớp chất rắn màu trắng nổi lên thì đúng, nhưng không phải là glycerol nhá. Vậy mình sẽ chỉ có là BCD là đúng rồi, được không ạ? BCD đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có 3. 76 3 cái đúng ạ. 77 nhá. 77 dễ ạ. Các bạn cùng quan sát ạ. 77 dễ thật. Hỗn hợp A gồm một axit béo X. Hỗn hợp A gồm một axit béo X và một triglycerid Y, chất béo Y. Cho M gamma tác dụng dung dịch KOH vừa đủ thì thu được A gam glycerol C3H8O3 và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo. À, dung dịch chỉ chứa kali, dung dịch chỉ chứa một muối kali, một muối của axit béo. Mặt khác, nếu đốt cháy hết M gamma thì cần vừa đủ oxy 6,895, thu được CO2 5,1, H2O 4,13. Thế thì câu chuyện này bây giờ mình đi bảo toàn được các em nhỉ? Mình bảo toàn được mà. Mình bảo toàn mình tìm được số mol của oxy ở bên trong A hay là số mol nhóm CO được? Số mol nhóm CO ở bên trong A. Trong A.
bằng, và toàn này, 5,1 x 2 cộng với 4,13 x 1 trừ đi 6,895 x 2 bằng được bao nhiêu, phải chia cho 2 ở đây này, bằng 0,27. Số mol nhóm CO ở đây là 0,27 các em nhé. Thế giờ mình gọi cái số mol của axit X này là A, số mol chất béo Y này là B đi, được không? Thì có phải mình sẽ có hệ phương trình không? Mình có hệ phương trình này là axit này thì nó là axit béo này thì chỉ có một nhóm CH nên là A này, chất béo này có 3 nhóm CO nên là 3B này, thì bằng 0,27 đã. Ok chưa? Ok chưa? Đấy. Cái thứ hai ạ. Đây thứ hai các em nhìn nhá. Cho A gam từ từ. Mặt khác nếu đốt cháy SA vừa đủ này. Cho A gam glycerol đây, glycerol đây vào bình natri dư. Kết thúc phản ứng thì thấy bình natri tăng thêm 7,12 gam. M bình natri tăng 7,12 gam. Thì em lưu ý rằng là khi mà cho natri dư ấy, thì nó sẽ có khí hydro thoát ra, đúng không? Thì số mol của C3H8O3 này chính bằng số mol chất béo là B này. Và bởi vì bên trong anh C3H8O3 này có 3 nhóm OH nên nó sẽ sinh ra là 3/2B số mol hydro. Thì khối lượng bình natri tăng thì chính bằng khối lượng của glycerol trừ đi khối lượng của hydro bay đi. Khối lượng glycerol thì bằng 92B trừ khối lượng hydro bay đi là trừ đi 3/2B nhân 2 là bằng 3B. 92 và trừ 3 thì bằng 89. 89B thì bằng 7,12. 89B bằng 7,12. Và đến đây mình sẽ tìm được A và B. B bằng 7,12 chia 89 bằng 0,08. A bằng 0,27 trừ đi 3 nhân 0,08 bằng 0,03. Được chưa? A bằng 0,03, B bằng 0,08. Ok chưa? Thế thì đến đây mình đi bảo toàn carbon. Đến đây mình đi bảo toàn carbon. Mình sẽ có này. Carbon trong X nhân 0,03. Carbon trong X nhân với 0,03 cộng carbon trong Y nhân 0,08 nhân 0,08 thì bằng 5,1 bằng số mol CO2, được không ạ? Ok không? Thế thì chúng ta phải hiểu thế này là do carbon trong X nó chiếm một phần carbon trong Y thôi mà đây bằng 5,1 nhá, 5,1 này. Thế thì mình suy ra. Đấy, carbon trong X nhân với 0,03 bởi vì tất cả đều ra một muối nên carbon trong Y này nó chính bằng là carbon trong X nhân 3 cộng với 3 nữa nhân 0,08 bằng 5,1. Đến đây mình tìm được carbon trong X bằng 51 trừ đi 0,08 nhân 3 bằng chia cho mở ngoặc đơn 0,03 cộng 0,08 nhân 3 bằng 188. Ơ sao to nhỉ? Bình tĩnh. Carbon trong X nhân 0,03. Đúng rồi, cộng carbon trong Y. Đúng, không sai chỗ nào luôn. À 5,1, chỗ này thì ghi nhầm là 51. Chỗ này thì ghi nhầm ạ. 5,1 trừ đi 0,08 nhân 3 bằng chia cho mẫu đơn 0,03 cộng 0,08 nhân 3 bằng 18. Carbon trong X bằng 18. Carbon trong X bằng 18. Thế còn hydro, bảo toàn hydro thì mình sẽ có là hydro trong X nhân với 0,03 cộng hydro trong Y nhân với 0,08 thì bằng 4,13 nhân 2. Được chưa? Thế thì mình sẽ có hydro trong X
nhân 0,03 cộng hydro trong y thì chính bằng hydro trong x, nhân 3 cộng 5 nhân 0,08 thì bằng 4,13 nhân 2 bằng 8,26. Suy ra được hydro trong x bằng 8,26 trừ đi 0,08 nhân 5 bằng chia mẫu đơn 0,03 cộng 0,08 nhân 3 bằng, ôi sao lẻ nhỉ, từ từ bình tĩnh, thành cứ bấm lần 1 là 2 bị lẻ, 8,26 này. À chỗ này thì quên chưa nhân 2. À, nhân 2 rồi mà. 4,3 nhân 2 rồi. 8,26 đúng rồi. Hydro trong x bằng 8,26 trừ đi này. 0,08 nhân 5 này. Chia cho này. 0,03 cộng 0,08 nhân 3. 0,08 nhân 3. Đúng rồi. Bằng, ô sao lẻ nhỉ? Sao lẻ các bạn? Từ từ bình tĩnh. À cái này mất đi 1 hydro. Vậy hydro trong x trừ đi 1 hydro cơ mà. Thế chỗ này là chỉ còn là hydro trong x trừ 1 hydro nhân 3 cộng 5 thì bằng cộng 2 thôi. 8,26 trừ đi 0,08 nhân 2 bằng, chia cho bằng ngoặc đơn 0,03 cộng với 0,08 nhân 3 bằng 30. 30 ạ. Vậy suy ra mình sẽ tìm được x của mình. Suy ra mình sẽ tìm được x của mình. Suy ra x. C17H29 COH và y C17H29 COO tất cả 3 lần C3H5. Để bài hỏi cái gì nhỉ? Phần trăm khối lượng của y trong A. Đây x, đây y. A mình biết khối lượng chưa? À, A mình chưa biết khối lượng. Thế bây giờ mình phải bảo toàn khối lượng để tìm A. Bảo toàn khối lượng tìm A dễ thôi. 5,1 nhân 44 cộng 4,13 nhân 18 trừ đi 6,895 nhân 32 bằng 78,1. Phần trăm khối lượng của y, số mol y biết rồi, 0,08. Vậy tìm được phần trăm khối lượng y, 0,08 nhân bằng một đơn 12 nhân 3 cộng 5 cộng với mở ngoặc đơn 12 nhân 17 cộng 29 cộng 44 đóng ngoặc đơn nhân 3 bằng 69,76 mà chia cho 78,1 thì bằng 89,32%. 89,32%. Đáp án đúng chúng ta là đáp án này. Hay không? Một câu khá cháy. Câu 77. Kinh nghiệm nhỉ. Câu 78 đánh dấu rồi, 78 câu vận dụng cao rồi. Eo câu 79 cũng vận dụng cao. Chọn dễ mà làm các em ạ. 80 dễ hơn. Ăn 80 đã. Thế là để là 79, 78 là hai câu này. Hai câu đó. 71 nữa thì mình mới để lại có 3 câu. Thế vẫn được 925. Nhờ. Chia ra 1 9 điểm thôi. Bây giờ mình làm 80 nhá. Dễ làm trước khó làm sao. Chất x. Chất x. CN. H2N cộng 4. O4. N2 là muối của amin và acid carboxylic đưa trước. Chất y. CM. H2M trừ 4. O7. N6 là hexapeptide được tạo bởi từ một amino acid. Biết 0,1 mol E gồm X và Y. 0,1 mol E. Tác dụng tối đa với 0,32 mol NaOH. 0,32. Thu được metinamin CH3NH2 và dung dịch chỉ chứa là hỗn hợp muối là 31,32 gram. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị là bao nhiêu? Thế bây giờ thế này. Đặt số mol của X là A, số mol của Y là B đi. Thì có phải là ngay lập tức mình sẽ có là hệ phương trình là A cộng B thì bằng 0,1 không? Đúng không ạ? Số mol là AH này. Anh này là muối của amin và axit đa chức thì mình nhìn thế này, anh này ăn 2 là AH. Đúng không? Axit đa chức thì O4 này có 2 chức mà. Nên ăn 2 là AH, vậy là 2A.
Còn amin này để bài nói chúng ta nó là hexapeptide. Hexapeptide thì nó sẽ ăn 6 NaOH. Đúng không ạ? Hexa mà. Thì nó sẽ ăn 6 NaOH. Vậy mình sẽ có là 2A cộng với 6B thì bằng 0,32. Đến đây mình tìm ra B. 1 bằng 1 bằng 0,1 bằng 6 bằng 0,32 bằng A bằng 0,07. B bằng 0,03. Được chưa? A bằng 0,07, B bằng 0,03. Ok nhá. Thế thì muối của chúng ta nó sẽ gồm, anh này là muối của axit hai chức này, sẽ là RCOONa hai lần, số mol 0,07. Được chưa? Và một muối nữa là muối của amino acid bởi hexapeptide này, H2N. Đây là R phẩy đi, COONa. Số mol của nó sẽ là hexapeptide nhân 6 nên 0,03 nhân 6 thì bằng 0,18. Rồi mình biên luận R thôi. Đây nhá, mình có khối lượng muối này thì suy ra này, mình sẽ có này. 31,32 thì bằng 0,07 nhân với này, anh này R này. Cộng với chỗ này là 67 nhân 2. Cộng với anh này là 0,18 nhân với này. Anh này là 14 cộng 2 là 16. Cộng với R phải cộng với 67. Vậy đến đây mình tìm được 0,07R cộng với 0,18R phải thì bằng 31,32 trừ đi 0,07 nhân 67 nhân 2 trừ đi 0,18 nhân mẫu đơn 16 cộng 67 bằng 7. 7 ạ. Bằng 7. Thế thì mình nhân lên suy ra là 7R cộng 18R phải thì bằng 700. Ui to thế. To to ghê to. Thế thì bây giờ mình kè bảng nó. R và R phải. Thì R thì R này thì nó có thể là bằng 0 vì là CONa bằng 0 thì R phải bằng 7. 700 chia 18 bằng ui lẻ 38,8 đó ạ. Nó phải nguyên. Thế R này có thể là bằng một nhóm CH2 thì nó sẽ là 14. Thì R phải bằng bao nhiêu? 700 trừ 7 nhân 14 bằng chia 18 bằng cũng lẻ 33,4 là lẻ loại. Có thể là 28 đi. Xem nào. 700 trừ 7 nhân 28 bằng chia 18 bằng chẵn 28. Ôi, vậy R và R phải đều bằng 28. Vậy suy ra R và R phải đều là nhóm CH C2H4. Để bài hỏi cái gì nhỉ? Phần trăm khối lượng của X trong E. Thế xong rồi. R và R phải đều là CH4. Vậy thì anh này, vậy anh X của chúng ta nó sẽ là C2H4 mở ngoặc đơn COO metinamin COO H3N CH3 hai lần. Đây là anh X nhá. Thế còn anh Y thì C2 thì C2H4 thì chắc chắn nó là ala rồi, hai carbon ala 6. Phần trăm khối lượng của X trong E. Thế xong rồi. Từ từ bảo toàn khối lượng á, anh này là 0,07. Anh này 0,07. À thế thì xong luôn, tìm luôn nhỉ? Phần trăm khối lượng của X đây, anh X đây. 28 cộng với mở ngoặc đơn này. 44 cộng 17 cộng 15 đóng đơn nhân 2 bằng nhân 0,07 bằng chia ngoặc đơn N cộng ala 6 là 0,03 nhân với phân tử khối của ala 6 là bằng 70. Ala là 89 nhân 6 trừ 5 nhân 18 bằng 40,22%. Ô thế chết, thế bị nhầm đâu rồi. Bấm này hay bị nhầm đâu. Anh 0,07, anh này 0,03 mà. Anh 0,07 mà anh 0,03. 0,07 này nhân mở ngoặc đơn này. Các bạn bấm máy tính của thầy nhé. 28 này cộng này mở ngoặc đơn này 44 cộng 17 cộng 15 đóng ngoặc đơn nhân 2 bằng 12,6 cộng 28 này cộng 44. Cái chỗ này phải đóng ngoặc một phát rồi nhân 2 bằng đúng rồi. Chia cho mở ngoặc đơn N cộng này mở ngoặc đơn này
anh này ala6 0,03 nhân mở ngoặc đơn này 89 nhân 6 trừ 5 nhân 18 bằng 48,61. 48,61 đáp án đúng, đáp án C. Đấy. Bạn thấy kinh chưa? 9 điểm. Lấy 9 không dễ dàng lắm nhỉ. Bây giờ mình đi lấy, à đâu, mình lấy được 925 rồi đấy. Mình còn 71 nhá. Mình còn 75 nhá. Mình còn 78. À nó 71, 75, 78, 79. Đúng rồi. Lấy được 9 rồi. Bây giờ mình lấy 925 nào. Mình lấy 925 câu 71. 71 ạ. Bây giờ trong 4 câu còn lại thì 71 là dễ nhất. Trong 4 câu còn lại bây giờ 71 dễ nhất. Bây giờ đi lấy 9, bây giờ lấy điểm 925. Đây các bạn quan sát ạ, 71 ạ. Kinh khủng không? Kinh quá gì nữa. Các bạn nhìn nhá. Đúng tỷ lệ mol này. Đốt cháy X1 cũng như Y1, sản phẩm cháy thu được chỉ có Na2, CO3 và CO2. Vậy điều này dẫn đến một điều. Thằng X1 hay Y1 đều thu được Na2. Có nghĩa là bên trong thằng X1 và thằng Y1 không có carbon. Mà hơn nữa thằng Y1 lại lớn hơn X1. Trong trần đời chúng ta học thì chỉ có hai thằng thỏa mãn như vậy. X1 nó sẽ chỉ có thể là COONA. COONA. Y1 chỉ có thể là thằng COONA C liên kết 3C COONA thì nó mới không có hydro. Được không ạ? Đấy. X1, Y1. Khó mà, cái này phải lần đấy. XY nhỏ 170. Y3 là chất hữu cơ no. X2 cộng CO tạo thành Z. X2 cộng CO tạo thành Z. Y2 cộng AgNO3 trong NH3 tạo thành T cộng 3 cộng N4O3. Vậy Y2 phải là anhít. Ở đây các em nhìn này. Các em nhìn có mối liên hệ nhé. Y2 cộng AgNO3 tạo thành T. Vậy điều này chứng tỏ là carbon của Y2 bằng carbon của T. Mà T cộng HCl lại tạo thành Z. Suy ra carbon của T lại bằng carbon của Z. Carbon của T nó sẽ bằng carbon của Z. Mà X2 cộng CO tạo thành Z. Đúng không? Vậy suy ra carbon của Z trừ 1 carbon thì bằng carbon của X2. Đúng không ạ? Đấy. Y2 này, X2 này. Vậy điều này chứng tỏ rằng là Y2 hơn X2 một carbon. Y2 hơn X2 một carbon. Mà Y2 lại chắn được gương. Mà cùng là của este. Vậy suy ra Y2 của chúng ta tráng gương mà hơn thì nó chỉ có CH3 CHO. Còn lại X2 của chúng ta chỉ có thể là CH3OH ăn côn. Được chưa? Và Z của chúng ta thì nó chỉ có thể là CH3 COH. Dùng Y2 nước rửa tay phòng dịch Covid. CH3OH thì không, sai. XY là những hợp chất hữu cơ không no. Anh này thì đúng là không no thật, anh Y đúng là không no thật. Nhưng thằng X là este no chứ. Bởi thằng X tạo thành thằng Y1. Thằng X tạo thành X1 cộng X2. X1 đây, X2 đây, X là este no. Y3 và Z cùng nguyên tử carbon. Y3 mình chưa tìm đúng không? Y3 đâu? Đây, Y3 ở đây. Y3 của chúng ta là gì nhỉ? Y3 của chúng ta là gì?
Y3 và Z cùng nguyên tử carbon. Y3 này, Y cộng với lại NaOH tạo thành Y1. Y1 đây, Y2 đây, Y3 và Z cùng nguyên tử carbon. Y3 và Z cùng nguyên tử carbon. Y1, Y2, Y3 là chất hữu cơ no. Y3 là chất hữu cơ no và Y3 và Z cùng số nguyên tử carbon. Y1, Y2, Y3. Anh này hai chức, một đầu cắm vào đây. Vậy anh Y3 của chúng ta chỉ có thể là C2H5. Đúng không ạ? OH. Nên Y3 và Z là cùng nguyên tử carbon là đúng. Nung X1 với vôi tôi sút thì thu được hydrocarbon đơn giản nhất. Nung X1 mà với vôi tôi sút ấy thì chỉ thu được H2 thôi, không thu được hydrocarbon đơn giản nhất. X2 và Y2, X2 và Y2 thuộc cùng dạng đẳng, sai. Vậy đây mình chỉ có một nhận định đúng. Căng nhỉ. 71 một nhận định đúng à? 71 một nhận định đúng. 9,25. 75 này, lấy 9,5 là kem. Ấm 9,5 về cho mẹ. Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm COSO4, amon, NaCl, bmon. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ màng ngăn sốt đến khi nước bắt đầu điện phân hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở anode. Anode thì khí dự đoán là sẽ có clo và thường thì sẽ có oxy. 5,6 chia 2,4 bằng 0,25. Dung dịch Y hòa tan tối đa Al2O3. Số mol Al2O3 bằng 5,1 chia 102 bằng 0,05. Thì từ đây mình sẽ tìm được số mol OH trừ trong Y. Nó bằng là 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Đúng không ạ? À, đến nước điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân mà. Vậy là chớm nước điện phân đây thì ngừng điện phân rồi, thì vậy thì suy ra không oxy. Vậy số mol này chỉ là của clo thôi. Anode clo. Được chưa? Đấy, thế thì ngay lập tức mình sẽ tìm ra được là số mol hydro thoát ra. Suy ra số mol hydro thoát ra thì nó sẽ bằng là 0,05 mol. Đúng không ạ? 0,5 lần số mol OH trừ mà, 0,05 mol. Thế thì đây là mình bảo toàn E. Mình sẽ có là 2 lần số mol đồng cộng 2 lần số mol H2 này thì bằng này 2 lần số mol Cl2 này. Vậy đến đây mình tìm được số mol đồng 2 nhân 0,25 trừ đi 2 nhân 0,05 bằng chia 2 bằng 0,2. Số mol đồng bằng 0,2. Vậy A bằng 0,2. Số mol Cl bằng 0,25 nhân 2 là 0,5. Vậy B bằng 0,5. 0,2 chia 0,5. Thế cũng dễ mà. Cái câu này dễ. Bằng 0,4. 0,4 thì bằng 2 chia 5. À. Ô, ngon lành trình đào quá nhỉ. Ô, câu này một câu dễ ạ. Biết thế làm câu này trước. 9,5 rồi. Còn hai câu khó đó. 7,8 và 7,9. Nói chung là bây giờ 7,8 và 7,9 thì hai câu này là hai câu khó nhất trong đề rồi. Nhá, tránh vỏ dưa chẳng phải gặp vỏ dừa. Đó, 7,8 hay 7,9 nó luôn luôn là hai câu khó. Ok không? Thế bây giờ chúng ta cùng giải nhá. Khoái phết đấy. Thôi mình cứ giải câu 7,8 trước đi. 7,8. Hỗn hợp E gồm 3 atom bạch hợp. Hỗn hợp X. Hỗn hợp X gồm 3 este mạch hở được tạo bởi từ axit và ancol, trong đó 2 este cùng số mol nguyên tử carbon trong phân tử.
2ST có cùng carbon này, 1ST còn lại này. Xà phòng hóa hoàn toàn 6,04 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được hỗn hợp Y gồm hancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng, hancol đơn và kế tiếp trong dãy đồng đẳng, và hỗn hợp muối Z gồm hai muối, tỷ lệ mol 1:1. Cho toàn bộ Y vào bình đựng kim loại natri dư. Sau phản ứng có khí hydro thoát ra là 1,0808. 1,008 chia 2,4 bằng 0,045. Và khối lượng bình tăng 3,07 gam. Vậy ngay lập tức mình sẽ tìm được khối lượng của ancol. Bởi vì khối lượng bình tăng thì chính bằng khối lượng của ancol trừ khối lượng của hydro. Vậy từ đó mình tìm được khối lượng của ancol bằng mà bình tăng là 3,07 cộng với 0,045 nhân 2 bằng 3,16. Đấy. Mình tìm được khối lượng ancol là 3,16 nhé. Thế mà đây là thu được ancol đơn chức, vậy mình tìm được số mol của ancol là 0,45 nhân 2 bằng 0,09. Được không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được, mình xử lý bọn ancol. Mình đi xử lý bọn ancol ấy thì mình sẽ tìm được là phân tử khối trung bình của ancol sẽ bằng là khối lượng mình vừa tìm được là 3,16. 3,16 chia cho 0,09. Chia 0,09 bằng 35,11. 35,11 thì nó lớn hơn 32. 32 nó là ancol C3H. Mà đề bài nói kế tiếp nên chắc chắn anh còn lại nó sẽ là C2H5OH. Và mình giải mình tìm được số mol của ancol này. Mình đặt đi. Anh này là X, anh này là Y. Mình có hệ phương trình X cộng Y bằng 0,09. Phương trình 2 là về khối lượng. 46X cộng 32Y thì bằng khối lượng là 3,16. Vậy mình tìm được X 1 bằng 1 bằng 0,09 bằng 46 bằng 32 bằng 3,16 bằng 0,02. Y bằng 0,07. Rồi. Sử xong hai ancol nhá, 1 thằng 0,02, 1 thằng 0,07. Để ra khối lượng ancol luôn nhỉ. Khối lượng ancol 3,16, vậy mình tìm được khối lượng muối luôn đấy. Vì ra là số mol ancol là 0,09 thì số mol của NaOH là 0,09 này. Và toàn khối lượng tìm được khối lượng của muối này, 6,04 này. Cộng với này. 0,09 nhân 40 này, trừ đi này. Khối lượng ancol mình vừa tìm được là 3,16 này. 6,48 là khối lượng hai muối. Ok chưa? Hỗn hợp hai muối đốt cháy hoàn toàn Z thì cần vừa đủ oxy. Đốt cháy đây. Oxy thu được Na2CO3 CO2 H2O. Thế thì mình bảo toàn natri đi. Anh này 0,09 thì chia cho 2 thì bằng 0,045. Oxy ở đây đề bài cho ông ta là cần 1,68 lít. 1,68 chia 2,4 bằng 0,075 mol oxy. 2 muối là tỷ lệ 1:1 nhé. 2 muối là tỷ lệ 1:1. Vậy bây giờ mình đặt đi. Mình đặt số mol của CO2 là A mol, số mol 2O là B mol. Vậy mình sẽ có phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn khối lượng. 44A cộng 18B thì bằng này, 6,48 cộng 0,075 nhân 32 trừ 0,045 nhân 106 bằng 4,11. Đấy là một phương trình. Phương trình 2 là bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy ạ. Hai muối này tỷ lệ 1:1 thì oxy bên trong hai muối này thì nó sẽ chính bằng là 0,09 nhân 2 cộng với 0,075 nhân 2
thì bằng 2a cộng b. Được không ạ? Cơi bớt trong này còn cộng cái 0,045 nhân 3 này. Cộng 0,045 nhân 3. Đến đây mình tìm được AB. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? 44 bằng này. 18 bằng này. 4,11 bằng này. 2 bằng này, 1 bằng này. 0,09 nhân 2 cộng 0,075 nhân 2 trừ 0,045 nhân 3 bằng. Ở đây chết thật loại trừ, chết nhập. Cộng chứ. Ấn nhầm, ấn nhầm. Bằng ạ. 44 này, 18 này. Rồi này, 2 này, 1 này. 0,09 nhân 2 cộng 0,075 nhân 2 cộng 0,045 nhân 3 bằng. À đâu, cái này là cộng ở vế này, chỗ này dấu này phải trừ mới đây đúng. Không phải 0,09 nhân 2 cộng 0,075 nhân 2 trừ 0,045 nhân 3 bằng 0,075. B bằng 0,045. Rồi. Căng thẳng nhỉ. Mình nhìn thấy A lớn B đúng không? Điều này chứng tỏ là một muối sẽ có nối đôi CC. Sẽ nhiều hơn một pi. Đúng không ạ? Mà đây tỷ lệ 1:1 thì nếu mà muối đấy mà nó mà chứa 2 pi, bây giờ mình phải mò thôi. Nếu muối đấy mà chứa 2 pi thì mình sẽ có là số mol của cái muối chứa 2 pi. Mình sẽ có là một muối chứa nhiều hơn 1 pi. Lớn hơn mà. Thì muối mà chứa 1 pi này. Muối no này. Và muối này. 2 pi này. Thì muối chứa 2 pi nó sẽ là 0,075 trừ 0,045 bằng 0,03. Còn muối no nó sẽ là phần còn lại, tỷ lệ 1:1 mà, 0,03 tiếp. Đúng không? Tỷ lệ số mol bằng nhau mà số mol nhóm COH của chúng ta bằng 0,09. Ai biết điều đấy? Đúng chưa? Vậy điều này dẫn đến là Z là chứa muối, một muối hai chức no mà 0,09 mà lớn hơn con này mà. Thì là hai chức no. Còn cái anh dưới này là muối đơn chức. Một muối hai chức no, 2 pi. À 2 pi thì phải là thằng dưới. Với thằng này 1 pi thôi mà. Thì anh này sẽ là muối hai chức no này. Con này là muối đơn chức no. Ok chưa? Một muối hai chức no và một muối đơn chức no. Thế mình sẽ có là tổng số nguyên tử carbon trong Z nó bằng 0,045 cộng 0,075. 0,12. Đúng không ạ? Thì mình sẽ thấy rằng là 0,12 này, do đề bài nói chúng ta là 2 te có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử. Mà một thằng là 0,03 này nhân R1 cộng với 0,03 nhân R2. Vậy suy ra mình sẽ có là 12 thì bằng 3 lần R1 cộng 3 lần R2. Suy ra là 4 thì bằng R1 cộng R2. Mà muối hai chức này bắt buộc phải lớn hơn 2 carbon. Muối hai chức này thì CO mà nó có thể là 3 hoặc là 2. Có hai trường hợp, hoặc là 2 cộng 2 hoặc là 1 cộng 3. Mình chỉ có hai trường hợp đấy thôi. Đúng chưa? Thế mà đề bài nói là 2 este có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử. Đúng không? Đề bài nói đây này. 2 este có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử. Thế mà hai thằng ancol này nó là hai thằng này rồi. Hai ancol này rồi. CH5OH rồi. Vậy điều này dẫn đến là một thằng 1, một thằng phải là hai thằng, phải là thằng này. Có nghĩa là một thằng là đơn chức no nó sẽ là CH3COONa. Mà hai chức no nó sẽ là COONa tất cả hai lần. Được không ạ? Đều là 0,03 mol. Vậy mình sẽ có 3 este chúng ta sẽ gồm là gì? 3 este chúng ta sẽ gồm nhé. Là anh COOCH3 tất cả hai lần này. Anh CH
3COOCH3 này. Và anh cuối cùng là anh CH3COOCH5 thì hai này có cùng carbon này. Đúng không? Bảo toàn CH5 đề bài học cái gì? Phần trăm khối lượng ethe phân tử khối nhỏ nhất là anh này. Thì mình mới đi tìm là đầu COO thì mình vừa tìm được số mol CO ở đây là bằng 0,03. Đầu CH5 mình tìm được là bằng 0,02. Vậy là còn anh CH3 này thôi. Anh CH3 CONA này là 0,03 mà trừ đi 0,01 là 0,02 thì còn 0,01. Được chưa? Vậy đề bài hỏi là phần trăm khối lượng ethe phân tử khối nhỏ nhất là anh này. 0,01 nhân 74 chia 6,04 bằng nhân 2, nhân 100. 12,25%. B. Kính chưa? Câu 79 câu cuối cùng ngày hôm nay nhá, câu vô cơ. Vô cơ siêu khó. 79 nhá các em nhá. 79 ạ. Vô cơ siêu khó. Hòa tan hết 22,92 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 này, FeCO3 này, Cu này vào trong 440 gam dung dịch H2O3 này. Mình tìm được số mol đấy. 440 nhân 0,126 chia cho 63. 0,88 mol. Thu được dung dịch 0,2 mol hỗn hợp hai khí không màu. Một khí hóa nâu trong không khí. Vậy nó là NO. Là sản phẩm duy nhất của nitơ dương 5. Vậy cái khí còn lại mình nghi ngờ khả năng cao nó là hydro. Nghi ngờ thôi, mình cũng chưa biết đâu. Chỗ này chỉ là nghi ngờ thôi các em ạ. Chưa chắc chắn. Nhá. Chưa chắc chắn. Là hai khí không màu mà. Nhưng mà là sản phẩm duy nhất của nitơ dương 5 thì mình nghĩ ngay khả năng cao sẽ là hydro nhá. Mình cứ phang đây hydro đi, chốc sai sửa. Và dung dịch trong này là thu được dung dịch X cho 400ml cao hắt, số mol cao hắt bằng 2 nhân 0,4 bằng 0,8 và dung dịch X thì thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Cô cạn Z sau đó đem nung đến khối lượng không đổi. Cô cạn thì thu được T đi. Đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được 67,13 gam chất rắn khan. 67,13 gam chất rắn. Đúng không? Phản ứng sẽ hoàn toàn giả sử nước nồng độ phần trăm theo muối FeNO3 3 lần có giá trị gần nhất với bao nhiêu? Càng đấy, càng. Mình sẽ có hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là cao hắt hết. Cao hắt mà hết thì dung dịch trong Z này chắc chắn có KNO3. Đúng không ạ? Đúng, KH mà hết thì chắc chắn có KNO3, có thể có HNO3 dư. Thì chất rắn sau khi nung nóng của chúng ta chắc chắn là sẽ có là KNO2. Bảo toàn kali thì KNO2 là bằng 0,8 mol. Thì mình sẽ có là 0,8 nhân bằng ngoặc đơn 39 cộng với lại 14 cộng 32 bằng 68. 68 là lớn hơn thằng này đâu. Vì vậy nên là loại bỏ cái trường hợp cao hoát hết, vậy dẫn đến là cao hoát dư. Đúng không? Cao dư thì dung dịch gồm KNO3 này, cao hoát này. Cô cạn thu T này. Nung lên này. Với chất rắn trong nung nóng gồm KNO2 và cao hoát. Đúng không ạ? Mình đặt thôi. Mình đặt KNO2 là X, cao hoát là Y, mình sẽ hệ phương trình. Bảo toàn x cộng y thì bằng k đây 0,8. Phương trình thứ hai. Bảo toàn khối lượng 39 cộng 14 cộng 32 bằng 85. X cộng 56 y thì bằng 67,13. 1 2 1 bằng 1 bằng 0,8 bằng 85 bằng 56 bằng 67,13 bằng x bằng 0,07, 0,77, y bằng 0,03. Được chưa? Vậy anh này bằng 0,77 này.
cao hơn bằng 0,03 này. Ok. Vậy ngay tức mình tìm được số mol NO3 trừ trong X của chúng ta là 0,77. Vậy ngay tức mình tìm được số mol NO đấy. Đúng không? Số mol NO là bằng 0,88 trừ 0,77 thì bằng 0,11. Xịn chưa? Xịn chưa? À, hỗn hợp khí này không thể là CO2, không thể là hydro được. Đây, các em nhìn nhá. Đây, CO3 thì khí này chắc chắn là khí CO2 chứ. Chẳng nào nhắc thì thầy. Được không ạ? Thế thì số mol khí CO2 bằng 0,2 trừ 0,11 thì bằng 0,09. Vậy ngay tức mình tìm được số mol FeCO3 bằng 0,09 luôn. Đúng không? FeCO3 bằng 0,09 luôn. Nhá. Vậy ở đây mình sẽ có đề bài học cái gì đấy? Phần trăm khối lượng muối. Thế thì mình sẽ có là bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng dung dịch sau phản ứng. Đúng không? Khối lượng dung dịch sau phản ứng, khối lượng X này bằng 22,92 cộng 0,88 nhân 63 trừ đi 0,11 nhân 30 trừ đi 0,09 nhân 44 bằng, có chết nhầm, 71,1. 71,1. Nhưng mà còn cộng với lại khối lượng của nước, đây là cộng 440 cơ mà, sorry. Khối lượng đây 440 cơ mà. 22,92 cộng 440 trừ đi 0,11 nhân 30 trừ đi 0,09 nhân 44 bằng 455,66. 455,66. 2,92 này cộng 440 này trừ đi này 0,11. 14 cộng 16 là 30 trừ đi 0,09 nhân 44 bằng 455,66. Vậy này, mình sẽ có này. Vậy mình sẽ có này. Khó quá nhỉ? Khó. Khó kinh khủng luôn đấy. Trường hợp 1 HNO3 dư. Có hai trường hợp, HNO3 dư, HNO3 hết. Thì hỗn hợp X của chúng ta sẽ gồm NO3 trừ này, H cộng này, sắt 3 cộng này, HNO3 dư mà, thì sắt 3 cộng nó không có sắt 2 cộng, đồng 2 cộng này, NO3 trừ. Đặt ẩn Fe2O3 là A, Cu là C, FeCO3 biết là 0,09 rồi. Thì mình sẽ có hệ phương trình 160A cộng với 64C cộng với 0,09 nhân phân tử khối của sắt FeCO3 56 cộng 60 bằng 10,44 bằng 22,92. Phương trình thứ hai bảo toàn E. Thằng này không. Thằng này dương 2 nên dương 3, vậy nó sẽ là 0,09 nhân 1 đồng 0 lên đồng dương 2 cộng 2C thì bằng 0,09 nhân 1 cộng 2C thì bằng số mol NO nhân 3, 3 nhân 0,11. CO2 giữ nguyên. Đúng không? CO2 giữ nguyên. Cộng với à thế này thôi, còn cộng thằng nào nữa? Đến đây tìm được C này. Suy ra A bao nhiêu, C bao nhiêu? C bằng này 0,11 nhân 3 trừ đi 0,09 bằng chia 2 bằng 0,12. A bằng 2,92 trừ đi 10,44 trừ đi 64 nhân 0,12 bằng chia 160 bằng 0,03. Ốp chọt thôi. Đây bài hỏi cái gì ạ? Phần trăm khối lượng của muối FeNO3 3 lần trong dung dịch X. Thằng này bằng 0,03 này. Thằng C bằng 0,12 này. Vậy sắt 3 cộng nó sẽ là 0,03 nhân 2. Cộng với
0,3 nhân 2 cộng với 0,09. Đúng không? Thì bằng 0,03 nhân 2 cộng 0,09 bằng 0,15 nhân với FN đầu 3 3 lần là 56 cộng 62 nhân 3 bằng chia cho khối lượng dung dịch mình vừa tìm được là bằng 455. Phải bao nhiêu nhỉ? 66 à? 455,66 không ấy mình tìm đâu mà. Nhân 100. 7,96, thế là vừa nãy mình tính nhầm đấy, cái M dung dịch. Từ từ mình lấy lại cái khối lượng đã xong mình tính lại cái kia đã. 36,3 đó. FNO3 3 lần. 36,3 này. M dung dịch này 22,92 cộng 440 trừ đi 0,11 nhân 30 trừ đi 0,09 nhân 44 bằng 455,66, đúng rồi. 455,66. 455,66. Thế anh này sẽ là 36,3 chia 455,66 bằng nhân 100%. 7,96. 7,96 thì gần với lại 7,84. Ôi giời. Đáp án đúng đáp án B. Kèo này dã man không? Kèo này dã man không? Đây. Thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta sửa xong toàn bộ cái đề thi thử đại học của trường Trung học phổ thông Kim Liên. Lần 1 năm học 2022 năm 2023. Đề này là đề rất là hay của một cái trường mà thi. Thực ra đấy là của năm học thôi, còn lại đề này là đề phát hành ở năm 2023, một đề rất hay. Như các em nhìn thấy thì thầy nghĩ rằng là cái đề thi Trung học phổ thông này nó phải khó ngỡ tương đương như này. Nên là rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em chăm học hơn. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để cố gắng. Bạn nào muốn đăng ký những cái khóa học của thầy S1 tổng ôn, luyện đề, nhất là luyện đề nhá, để giải những cái đề siêu khủng cùng thầy, thì có thể inbox cho thầy nick Vũ Tô Minh. Và hôm nay thầy xin phép kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.